Vâng, xin chào toàn thể anh chị và các bạn. Hiện tại bây giờ khoảng tầm 13 giờ à 23 giờ đêm rồi. Em đang trên đường về một cái mẫu xe BMW X5 được sản xuất năm 2005 và đăng ký lần đầu năm 2007. Và đây là một bản BMW X5 bản xuất Mỹ nha anh em nhé. Đấy, hiện tại là đang trên đường về một cái mẫu xe màu đen rất là đẹp luôn. Đấy, hiện tại là máy vẫn đang cho lỗ luôn anh chị và các bạn nhé anh em nhé. Máy lỗ êm ru luôn. Đấy, đời 2005. Đăng ký lần đầu năm 2007 bản xuất Mỹ đồng hoàng. Xe rất đẹp luôn. Đấy, quay cho anh em luôn này. Đấy, đang trên đường về màu đen, xe rất đẹp luôn nhé. Anh em nào cần hình ảnh chi tiết thì mai ban ngày em sẽ chụp hình ảnh chi tiết cho. Đấy, một cái mẫu xe gầm cao rất là đẹp, được trang bị hộp số tự động, sản xuất năm 2005 và đăng ký lần đầu năm 2007. Đấy, bản xuất Mỹ đồng hoàng. Xe thì tương đối cứng cáp, tương đối đẹp. Đấy, keo chỉ zin ở xe luôn. Máy nổ êm thít luôn nhé anh em nhé. Đấy, đây này. Về cái phần ngoại thất thì giờ tối thì quay cho anh em phần ngoại thất của xe này. Xe đẹp cực kỳ luôn nhá. Đấy. Hiện tại đang có mặt tại vào trạm dừng nghỉ chỗ đường cao tốc. Thì em đỗ ở dìa vào trong đây em quay luôn cho anh em luôn. Xe cực cứng, xe và cực đẹp luôn. Đấy. Về, cho anh em xem qua về phần nội thất ngoại thất của xe một chút. Đấy, đây là cái phần ngoại thất của xe, em bật đèn lên cho anh em xem nhé. Đấy. À, rất xe rất đẹp với bộ chỉnh ghế này. Chỉnh ghế vẫn chỉnh con này nhé, đây chỉnh ghế này anh em nhỉ. Chỉnh ghế đấy, chỉnh ghế đằng sau này. Đấy, vẫn chỉnh hai cái chỉnh ghế vẫn hoạt động bình thường, bên này vẫn vậy này. Đấy. Đấy, vẫn chỉnh ngon lành hết, đồ đạc vẫn ngon, cửa hít vẫn hít ngon lành bình thường luôn. Đấy. Đấy, cửa hít đầy đủ vẫn sống bình thường nhé. Xe máy gầm thì con này cực chất, nội thất ra nguyên bản luôn nhé anh em nhé. Nội thất của nó là nội thất hãng nguyên bản luôn đấy. Máy gầm con này thì không phải bàn, nói chung là trần sáng choang luôn anh em nhé. Đấy, anh em nào mai có cần hình ảnh trực tiếp thì em gửi hình ảnh trực tiếp cho con mẫu xe BMW X5 2005 và đăng ký lần đầu năm 2007. Xe rất đẹp, rất cứng xe luôn. Đấy. Máy gầm đại chất. Lốp nắp mới cả dàn luôn nhé, khám phí đến 2020. Xe cực đẹp luôn này. Đây này, đây phần nội thất của xe này. Ghế da nguyên bản luôn nhé. Em đây đang trên đường về. Đấy. Anh trên đường về chạy đường cao tốc, xe còn cứng lắm. Anh em nào cần hình ảnh mai em gửi cho nhé. Vâng, xin chào và cảm ơn anh em đang theo dõi clip của bên em nhé.